Ô đan tu chi răng ra can tu sa sa năng ra can tu nô ra ru ra can tu nha ta vô ra can tu ba ni nô ra can tu nô sa đa nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàn hư không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên luân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu tiểu bình giúp khổ sầu ngày ngày tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa ca mê buôn nhân a sa va ca gia hòa hăng hô tu a na ga tê ca lê do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Thá Thăm Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam, 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston thì 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, Tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 26 các tội tâm vô sắc giới Arupa Vacchara Citta sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Và con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh và cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện bài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Hoàng Việt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trị Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma Tỳ Kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 26 các loại tâm vô sắc giới. Arupa Vachara Citta sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Trị Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Tha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ truyền thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức và tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, tâm có bốn giống, tức là giống tâm thiện, giống tâm bất thiện, giống tâm quả, giống tâm tốt. Đối với tâm dục giới thì có đủ bốn giống tâm này, tức là có bất thiện, có thiện, có quả, có tố. Còn về tâm sắc giới cũng như tâm vô sắc giới chỉ có ba giống, tức là thiện, quả và tố. Và đến tâm siêu thế thì chỉ còn có hai giống tâm, tức là giống thiện và giống quả thôi. Hôm Chủ nhật chúng ta chỉ mới giới thiệu về tâm vô sắc giới với ý nghĩa bốn đề mục vô sắc: không biên biên xứ, thức không biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Hôm nay chúng ta sẽ học về ba giống tâm vô sắc, tức là tâm thiện vô sắc, tâm quả vô sắc và tâm tố vô sắc. Chúng ta sẽ tìm hiểu tâm thiện vô sắc và tâm tố vô sắc nó có cái vai trò gì, chức năng gì, và riêng về cái tâm quả vô sắc nó có cái vai trò, cái chức năng gì. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Giác Đẳng trình bày về ba loại tâm này. Bây giờ xin kính mời cô Nhật Quỳnh và hỷ đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư thí giả. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trị Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Hồng Lam. Dạ, con xin đọc phần chánh văn. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 26, các loại tâm vô sắc giới.
Arupa Vacchara Chitta. Mặc dù trong cách mô tả thì để chứng tâm thức vô biên, thiền giả phủ nhận chân không là vô biên. Sự phủ nhận này chỉ xảy ra trong giai đoạn tu tập. Những tâm thiền vô sắc là trạng thái thiền chứng xác lập. Chân không là vô biên, thức là vô biên, vân vân, như phạm trù định tâm. Tâm vô sắc giới tương tự như tâm sắc giới, có ba loại tâm: tâm thiện vô sắc, tâm quả vô sắc, tâm tố vô sắc. A. Tâm thiện vô sắc giới Arupa Vacchara Kusala Citta. Đây là thiền chứng do tu tập trong kiếp hiện tại. Trước khi Đức Phật thành đạo, có ba nhân vật được ghi nhận là chứng thiền vô sắc là đạo sĩ Asita, gặp thái tử Siddhartha sơ sanh, đạo sĩ Alaraka Lama, đạo sĩ Uddaka Ra Ma Vutta. Theo sớ giải, những vị chứng thiền vô sắc rất khó hoại thiền trước khi mạng chung. Một vị thánh tam quả muốn nhập diệt, họ tưởng định cần chứng tâm thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bốn tâm thiền vô sắc là: một, tâm thiền không vô biên xứ Akasa, Akasa Nancha Yatana Kusala Chittam. Hai, tâm thiện thức vô biên xứ Vinya Nancha Yatana Kusala Chittam. Ba, tâm thiện vô sở hữu xứ Akinchanya Yatana Kusala Chittam. Bốn, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ Nê Vá Sanh Nha Na Sanh Nha Yatana Kusala Chittam. B, tâm quả vô sắc giới Arupa Vacchara Vipa Kacitta. Tâm quả vô sắc giới là tâm dị thục của tâm thiện vô sắc, chỉ làm ba việc lục tục sinh, tiềm thức và mệnh chung của chư vị phạm thiên vô sắc. Bởi vì là quả của tâm thiện nên cảnh và trạng thái giống như tâm thiện, chỉ khác là tương đối mùi lược trong dạng tiềm thức. Chư vị Bồ Tát huân tu ba la mật ít khi mong muốn sanh về cõi vô sắc vì tuổi thọ quá dài, vân vân. Bốn tâm quả vô sắc là: một, tâm quả không vô biên xứ Akasa Nancha Yatana Vipa Kacitta. Hai, tâm quả thức vô biên xứ Vinya Nancha Yatana Vipa Kacitta. Ba, tâm quả vô sở hữu xứ Akinchanya Yatana Vipa Kacitta. Bốn, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ Nê Vá Sanh Nha Na Sanh Nha Yatana Vipa Kacitta. C, tâm tố vô sắc giới Arupa Vacchara Kiriya Citta. Tâm tố vô sắc là tâm thiền chứng vô sắc của chư vị ứng cúng vô sanh. Một vị A-la-hán muốn nhập thiền diệt, thọ tưởng định cần có thiền chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ. Không phải tất cả chư vị A-la-hán đều có thiền chứng sắc giới và vô sắc giới. Những vị thành tựu tuệ giác và có thiền chứng gọi là bậc câu phần giải thoát. Bốn tâm tố vô sắc là: một, tâm tố không vô biên xứ Akasa Nancha Yatana Kira Chitta. Hai, tâm tố vô biên xứ Vinya Nancha Yataka Yatana Kira Chitta. Ba, tâm tố vô sở hữu xứ Akinchanya
Chatanakiriya Chittang 4. Tâm tố phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nề vasanya na sanya yatana kiriya chittang. Ngữ và nghĩa. Chữ a yatana ở đây dịch là xứ, có nghĩa là cảnh giới hay phạm trù định tâm không giống với ý nghĩa của 12 xứ, nên cẩn thận. Bốn xứ của thiền vô sắc chỉ là phạm trù định tâm, chứ không phải mang tánh khẳng định như giáo nghĩa thí dụ. Án xứ hư không là vô biên, thức là vô biên, hoặc dùng tâm hai cảnh đều không, vân vân. Chỉ đơn thuần là phạm trù định tâm. Suzuki, tác giả bộ Thiền Lực, từng nói rằng chính qua niệm nhất thiết giai không đã làm hỏng sự thành tựu của phần lớn tăng sĩ Nhật Bản. Thanh tu của phần tăng sĩ Nhật Bản. Dạ, con không biết con đọc thế nào cho đúng. Dạ, con có sai, quý ngài chỉ dạy cho con. Tăng sĩ Nhật Bản vì xem giới lực là sự chấp thủ, thử dùng khái niệm quen thuộc trong đời sống của con người. Có người thiên về vật chất, máy móc, cũng có người thiên về văn học, nghệ thuật. Có những lẽ sống rất trừu tượng mà chỉ có người trong thế giới đó mới cảm nhận thật sự. Thiền vô sắc cũng khó cảm nhận như vậy. Những điểm cần nhớ: có ba loại tâm vô sắc giới: tâm thiện vô sắc, tâm quả vô sắc, tâm tố vô sắc. Chư vị, tam quả tứ quả muốn nhập diệt thọ tưởng định cần chứng tâm thiện phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó là tầng thiền cao tột, kết hợp cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Trước khi Đức Phật chuyển pháp luân đã có nhiều vị chứng thiền vô sắc được ghi nhận trong tâm tạng, minh họa ba loại tâm vô sắc trong biểu đồ chư pháp. Dạ, cảm ơn Lăng Vào Nguyệt. Kính mời quý vị vào bài linh của Lăng Vào Nguyệt. Điều đã nói và sắp nói. Bài học trước là loại tâm sắc giới, bài học tiếp theo là sắc, là các loại tâm vô sắc giới. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Đà Dạ. Kính đại lễ chư Phật tử sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi là chúng tôi giảng trực tiếp vào trong Zoom, và thầy tôi sẽ dùng đức chư pháp luân để truyền qua. Lần trước chúng tôi có khi mà truyền thì các ông thằng nghe không rõ, hơi ồn một chút. Quý vị hơi khó thu lại. Quý vị có thể cho chúng tôi biết rằng hiện giờ quý vị nghe có rõ ràng không? Tại vì chúng tôi có thể cầm mic cả hai bên, không sao hết. Hiện tại thì dạ tốt rồi. Quý vị quan hệ sửa giúp cho chúng tôi cái đoạn mà trong những điểm cần nhớ đó. Có một cái đoạn mà chúng tôi biết thiếu, tức là chư vị thánh tam quả rồi phải rồi tứ quả. Tâm quả phải là tứ quả mà muốn nhập diệt thọ tưởng định đó, vì A-la-hán, vì A-la-hán nhập diệt tưởng định cần chứng tâm thiện hay tâm tốn, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó là tầng thiền cao tục kết hợp cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Chỉ quý vị sửa lại cái bản mà chúng tôi gửi quý vị là chỉ có để là cái tâm phi tưởng, phi phi tưởng xứ mà các vị A-la-hán không gọi là tâm thiện, gọi là tâm tốn. Chỉ quý vị có kỹ lưu ý cho. Nam mô Bụt Đà Dạ. Giá kính lễ chư Phật tử sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tuần trước chúng ta nói chung về tâm vô sắc giới, và tuần này chúng ta đi vào các loại tâm vô sắc giới. Và chúng tôi muốn có một điểm để trình bày với quý Phật tử là
trong cái nhìn của tất cả chúng ta thì thường là tâm nó liên hệ đến một cái trạng thái vật chất rất là tế nhị. Và quý vị nào mà hay xem phim ảnh thì quý vị thấy rằng người ta diễn tả rằng có một người nằm ngủ rồi cái hồn lìa khỏi xác, cái hồn nó giống như cái bóng màu trắng của con người từ cái xác này xúc đi qua cái xác khác. Dạ. Thì dù là cái dạng của một cái bóng trắng từ xác này qua xác khác thì cái bóng đó, trong đạo Phật cũng gọi là vật chất thôi. Dạ, vật chất thì gọi là xác thôi chứ không thể gọi là danh được. Khi mà chúng ta gọi là danh pháp mà là tâm đó thì nó hoàn toàn không có liên hệ gì đến vật chất trong cái yếu tố gọi là không gian. Không gian là hoặc xa hoặc gần, lớn hoặc nhỏ, hoặc là xúc chạm được hay không xúc chạm được, tại vì nó không nằm ở trong thế giới vật chất bởi vì gọi là nam á. Về điểm này thì đôi khi ngay cả trong một số các giáo tài A Tỳ Đàm đó, giáo tài Thắng Pháp A Tỳ Đàm đó, thì chúng tôi thỉnh thoảng bắt gặp một vài con số mà chúng vì thật ra chúng tôi không thích những con số đó, bởi vì những con số này đó nó phát xuất từ một vài cái tập viết sau này mà do sự suy tưởng dựa lên trên một số nghĩa bà la môn. Ví dụ như đó là mặt trăng có kích thước bao nhiêu, mặt trời kích thước bao nhiêu, và thậm chí có bị để là từ cõi địa ngục lên tới cõi người tới cõi trời là bao nhiêu do tuần, rồi từ địa ngục lên tới cõi phi tưởng bao nhiêu do tuần. Nói như vậy là chúng ta không hiểu về cái chất gọi là vô sắc. Cái gì gọi là vô sắc đó, thì nó hoàn toàn vượt cái khái niệm về không gian. Dạ, không gian chính là về khoảng cách hoặc gần hoặc xa, 1 mét, 2 mét, 3 mét. Ngày Nagasena ngày nói rằng nếu mà chúng ta nói phương diện tâm để mà nhớ, để mà nghĩ đó, thì dù là chúng ta nghĩ đến cái làng kế bên hay nghĩ đến một quốc độ xa xôi thì khoảng cách nó hoàn toàn không khác nhau. Dạ, nó hoàn toàn không khác nhau. Bởi vì sao vậy? Tại vì nó không lệ thuộc vào yếu tố của không gian. Thì quý vị phải nói rằng về điểm này rất khó để chúng ta hình dung lắm, khó lắm. Chúng tôi đưa ra hai cái thí dụ ở trong đời sống của chúng ta thôi, rất là cụ thể. Mà khi mà chúng tôi nói điều này đó thì thành ra cũng khó chúng ta tưởng tượng. Thí dụ như từ tội kỳ siêu vừa cầm mic để dẫn nhập, và sau đó cô Nhật Quỳnh đọc và chúng tôi đọc đó, chúng tôi lên đó là cảm ơn thượng tọa tự siêu đó. Và lúc đó thượng tọa tự siêu cũng gần như nghe gần như đồng thời, thật ra có trước có sau. Chúng tôi nói bên này mà thượng tọa tự siêu nghe bên kia đó thì cũng có trước có sau trong thời gian rất ngắn. Nhưng mà ít có khi nào chúng ta nghĩ rằng chúng tôi nói từ Houston, thượng tọa tự siêu nghe ở Việt Nam, và cái âm thanh đó, cái tín hiệu đó phải gửi đi, nó gửi đi qua một cái hệ thống internet gọi là fiber optic, tức là chúng ta ở Việt Nam cũng dây cáp quang. Quý vị tưởng tượng dây cáp quang đó là nó nằm ở dưới lòng của Thái Bình Dương. Dạ, lâu lâu quý vị nghe nó chỉ rằng bị đứt dây cáp internet Việt Nam, đứt dây cáp quang hay là nó yếu đi hay là nó không làm việc được thì nghe lạ lắm. Nhưng mà mình tưởng tượng là có một cái thứ tín hiệu về âm thanh, về màu sắc mà nó đi từ Houston mà chạy qua những cái hệ thống internet, rồi chạy ở trên thềm lục địa, ở trên trên đất liền, rồi chạy xuống biển, rồi chạy qua cái dây cáp quang, rồi chạy đến Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi nói thì tôi nghe trước sau nó hầu như đó, nó giống như là nghĩa đồng thời vậy đó. Chúng tôi vừa nói là tôi nghe thì khi mà chúng ta nghĩ đến điều đó thì chú vị sẽ thật sự là nó khó tưởng tượng lắm. Dạ, rất khó tưởng tượng. Hồi xưa mà chúng ta nghe nó thiên nhĩ thông thiên
chúng ta nghe nói là thiên lý giảng, dạ thiên lý đàn giảng, tức là có thể thấy 1.000 dặm thì cái thiên lý giảng nó không có nghĩa gì với bây giờ hết. Dạ, bây giờ chúng ta nói 1.000.000 dặm chứ không phải 1.000 dặm được, dạ rất khó, dạ rất khó tưởng được. Theo Phật giả là ở trong thế giới vật chất nó có những cái hiện tượng đoạt ma rực. Đoạt ma rực tức là những thành phần vật chất mà chúng ta không có thấy được bình thường. Thì người ta nói rằng thông thường những vật chất mà chúng ta có thể đi chắc được đó, chúng ta có thể tìm được đó, nó chỉ có chứa khoảng chừng 80-83% thôi. Thì còn lại 17% chúng ta đạt ma rực. Và cái đạt ma rực này đó, nó có thể đi với một cái tốc độ rất nhanh. Chúng ta lấy một ví dụ như là hiện nay người ta có thể đi chắc được một số những cái vật chất mà nó đi xuyên qua trái đất này, và trái đất từ bên đông nó đi xuyên qua được cái trái đất này qua rất nhanh. Họ người, với các dụng cụ hiện nay chúng ta có thể đi chắc được. Thì quý vị tưởng tượng là mình đào một cái hố rất sâu mà đào bao nhiêu, đào cái giếng thôi là bao nhiêu không có, còn cái đạt ma rực đi rất nhanh thưa quý vị. Hay là chúng ta nghe nói đến một vị thị giả của Đức Phật trong quá khứ, ngài Abhipu, có thể đứng ở trên cõi phạm thiên và dùng âm thanh của mình vang xa cả bao nhiêu thế giới. Ôi, mình nghe cái chuyện đó giống như là huyền thoại. Nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ rằng một cái phi thuyền chở một xe đi thám hiểm quá trình, chiếc xe đó gọi là Curiosity, một cái chiếc xe đang, nghĩa là đang chạy ở trên bề mặt của hóa tinh, và từ đó nó có thể phát sóng đi những cái hình ảnh, những cái âm thanh từ hóa tinh về, và cái hình ảnh nó gửi ra rất xa, ít có bao giờ chúng ta tưởng tượng được. Và ở đây chúng ta đi chắc được cái phát sóng đó, cái sóng đó, và từ cái phát sóng đó chúng ta nhận những cái hình ảnh. Thì thứ gì về cái đi xa đi nhanh của thế giới vật chất đã là khó tưởng tượng rồi. Dạ, đã khó tưởng tượng rồi thì đừng nói chi đến cái mà chúng ta gọi là đến cái mà chúng ta gọi là vô sắc. Dạ, khó tưởng tượng lắm. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó thì chúng tôi có thời gian nhập hạ ở chùa Pháp Bảo Mỹ Tho. Dạ, chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, ở Mỹ Tho thì lúc đó chúng tôi rất là thích thú về một cái bản đồ vẽ ở trong thư viện. Dạ, bản đồ đó có cái vẽ là cõi địa ngục ở dưới, rồi lên đó là ngạ quỷ Akula, bàn xanh, rồi cõi người, rồi cõi trời dục giới, rồi cõi vô sắc giới, rồi cõi vô sắc giới. Ở tầng cao hơn hết là vô sắc giới. Chỉ là mình rất là thích lắm. Nhưng mà thứ gì thật ra thì đó là theo cái chúng ta thôi. Nhưng mà gọi là vô sắc đó, thì nó không có nằm ở cái chỗ nào. Dạ, ở vì thế là ở trên, ở dưới, bên phải, bên trái, lớn hoặc nhỏ, gần hoặc xa, theo cái quan niệm về không gian, về chiêu kích. Đây là điều rất là khó tưởng tượng. Bởi vì khi mà chúng ta nói về thiền vô sắc, nhiều khi rất là khó. Và chúng tôi nhắc một điểm nữa đó là cái quan niệm về những cái án xứ của thiền vô sắc đó không thể coi là những gì có giá trị, có giá trị áp dụng trong những mặt khác. Dạ, ví dụ như khi một vị tập trung vào một cái phạm trù tư duy là hư không là vô biên, rồi vị đó nhập vào thức vô biên, thì vị đó nhập vào một cái phạm trù tư duy là thức là vô biên, hay là vô sở hữu là không có gì. Thì cái vô sở hữu, cái không vô biên, thức phi tương, phi tưởng, phi phi tưởng, không nên hiểu, không nên áp dụng cái đó cho tất cả mọi trường hợp trong đời sống của chúng ta, mà đặc biệt đó là những án xứ dành riêng cho thiền vô sắc mà thôi.
dơ và sạch của chúng ta và dơ và sạch của các nhà về môi sinh. Bây giờ chúng ta nói phân đó, là cái gì hôi thối, theo chúng ta phân là dơ. Nhưng mà thưa quý vị, trên môi sinh đó, thì phân bò thì là sạch. Tại vì sao vậy? Phân bò đó khi hóa thải và ra mục, nó làm cho đất màu mỡ và nó không để một cái hệ quả tai hại gì. Như vậy đối với các nhà môi sinh đó thì phân bò là sạch, sạch theo ý nghĩa của những nhà môi trường sinh thái. Nhưng mà vì có ai nói với chúng ta là nếu phân bò là sạch thì đem đống phân bò để trong phòng ngủ đi, thì thật ra cái sạch đó nó không giống như cái sạch của chúng ta quan niệm hàng ngày. Mà cái chữ sạch ở đó đó nó được dùng đối với các ví dụ như là chúng ta nói một cái ly bằng, và quý vị không nghe được hả? Quý vị quan nghị chờ chúng tôi một chút nha, các vị quan nghị chờ chúng tôi một chút. Dạ được, cảm ơn. Thì thưa quý vị, một cái ly plastic hay là một cái ống hút bằng plastic của chúng ta đó, nó không được xem là sạch đối với vấn đề môi sinh. Mặc dù cái plastic đó, cái ly plastic hay là cái ống hút plastic đó đó, chúng ta có thể ngậm trong miệng, chúng ta có thể để ở công bằng trên bàn bếp chúng ta và chúng ta thấy nó sạch. Nhưng cái sạch đó là cái kiểu là nó không có mùi hôi, nó không có dính bùn dính đất, nó không có hôi hám. Nhưng mà đối với phương diện môi sinh đó, nó rất là độc hại, tại vì nó không có mục rạ được, trong số bài rác nó tồn tại rất là lâu. Thành ra cái chữ sạch mà ở trong, chữ sạch mà trên phương diện nào đó, đó nó rất khác với chữ sạch mà chúng ta định nghĩa. Chúng tôi muốn nói lại là cái chữ sạch mà của theo quan điểm về môi trường sinh thái, nó rất khác với chữ sạch mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày. Và phân bò đối với các nhà về môi trường sinh thái nó rất là sạch, nhưng mà đối với chúng ta đời sống hàng ngày, đem cái chân mà tay chạm vào phân bò mình thấy rất là dơ. Thì chúng ta nên hiểu rằng một số những cái khái niệm về hư không là vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, và những cái án xứ trừu tượng đó, những án xứ vô sắc đó đó, nó chỉ có giá trị là một án để định tâm ở trong thiền vô sắc, và mà không có thể nó cái chữ vô biên đó áp dụng như là chúng ta học pháp hàng ngày ngoài thiền vô sắc thì chúng ta không áp dụng chuyện đó. Thì chúng tôi nói chỉ sạch đối với các nhà môi trường sinh thái, họ hiểu trong một cách hiểu khác chúng ta. Dạ, thì đối với các vị tu thiền thì các vị nói như vậy, không nên đem quan niệm đó là một cái chúng tôi gọi là một cái nền tảng của giáo điện. Dạ, nền tảng giáo điện. Chúng tôi chỉ nói rằng bốn cái án xứ của thiền vô sắc, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Nó chỉ là án xứ để định tâm, án xứ vô sắc, án xứ trừu tượng định tâm, nó không hơn không kém, chỉ chừng đó thôi. Và chúng ta cố gắng để chúng ta cố gắng để hiểu về điểm này. Thì mà kỳ rồi chúng tôi có nói, nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng lặp lại đó, đó là trong trường hợp mà chúng ta gọi là sự phủ nhận là lực đẩy, thí dụ như một vị mà muốn đạt đến thức vô biên thì vì đó thấy rằng chân không là vô biên, nhưng mà còn bị tâm biết, và do vậy chỉ có cái tâm mới là sự là vô biên, chứ cái cảnh á là chân không còn hữu hạn bởi vì còn bị tâm biết. Thì cứ vì từ cái phủ nhận này bị đánh nhập vào thức vô biên, thì khi cái tâm thiền chứng thức vô biên á, nó chỉ đơn giản là một sự xác lập dựa lên trên một cái ý niệm trừu tượng, và sự xác lập đó không còn mang tính phủ nhận nữa. Khi trong thời gian phủ nhận đó là ở trong thời gian đang tu tập, dạ, phủ nhận là thời gian tu tập. Nhưng mà khi đã thể nhập vào điều đó, nó không còn phủ nhận nữa. Lấy một ví dụ là tâm quả không vô biên là cái tiềm thức của một vị phạm thiên ở cõi không vô biên, thì
cái tâm quả đó nó giống y hệt như trạng thái của tâm thiện không vô biên. Nhưng mà cái tâm đó đó, cả hai tâm thiện và tâm quả đó, nó không có cái gì gọi là phủ nhận sắc giới nữa, mà nó chỉ y cứ trên một sự xác lập là hư không là vô biên. Cái mà chúng tôi gọi là sự phủ nhận là lực đẩy đó, là nó ở trong một cái giai đoạn tu tập, dạ, giai đoạn tu tập để phủ nhận sắc giới, bước vào vô sắc, phủ nhận không vô biên để bước vào thức vô biên, phủ nhận thức vô biên để bước vô sở hữu. Sự phủ nhận nó chỉ tồn tại ở trong lúc tu tập thiền tính bằng tâm thiện dục giới hiệp trí. Dạ, một khi mà anh đạt đến trạng thái vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi tưởng, thì cái khái niệm đó đã xác lập. Dạ, đã xác lập. Đã như vậy, nó không còn cái mà chúng ta gọi là sự phủ nhận nữa. Đây là một điểm rất là tế nhị mà chúng ta nên hiểu. Thì thứ vì hồi nãy thì tôi tự xin có đề cập ấy, có những cái giống như là giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống vô ký, giống tâm tốn. Thì khi mà chúng ta đến tâm thiện đó, thì nó là một cái thiền chứng do sự tu tập. Và khi mà thiền chứng rồi đó, nó gọi là tâm thiện, tại vì nó có cái khả năng sanh quả. Dạ, khả năng sanh quả có nghĩa là một vị mà chứng tới thiền vô sở hữu, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu hay phi tưởng, phi vi tưởng đó, thì nếu vị đó chưa có đoạn tận vô minh và ái dục đó, thì chắc chắn là sẽ tạo ra một chút tâm quả. Tâm quả tương tự như tâm thiện không vô biên thì tạo ra không tâm quả không vô biên. Và tâm quả đó sẽ là cái tâm tục sinh của vị này vào trong cõi phạm thiên không vô biên, cõi trời vô sắc. Và nếu là tâm thức vô biên thì tạo ra tâm quả thành một cõi trời cõi phạm thiên sắc vô biên, thức vô biên. Thì ở đây khi mà chúng ta học về tâm sắc giới, chúng ta có nghe nói về một chuyện là một cái vị mà tu thiền, chứng thiền, kể cả chứng từng thiền cao của sắc giới, gọi là thiền gọi là vũ thiền, hay là trong kinh tạng gọi là tứ thiền, ở trong sáu pháp tạng gọi là vũ thiền, thì vị đó phải duy trì được cái thiền chứng đó cho đến lúc mạng chung. Và nếu không duy trì được mà nó bị rơi vào trong tình trạng gọi là khoải thiền, thì thứ gì cái khoải thiền đó đó sẽ khiến cho vị này không có tạo được một cái tâm quả gọi là sanh báo nghiệp để tục sinh một cõi phạm thiên. Dạ, đó là trường hợp của Suganakata, là đắc tới ngũ thiền và luyện thành công thiên nhãn thông nhưng mà không thì chỉ thông được. Hay là Đề Bà Đạt Đa đã từng chứng ngụ và cũng luyện thông. Thì cái khoải thiền á, nó có thể xảy ra với một vị phàm nhân tu tập thiền sắc giới, nhưng mà nó có một cái luật định mà chúng ta tạm gọi là luật bất thành văn, nhưng mà thật ra nó có được ghi trong sớ giải. Ghi trong sớ giải ví dụ như là một cái vị thánh hữu học, vị tu đạo quần Tư Đà A La Hàm đó, là khi mất đi luôn luôn sanh lên cõi cao hơn chứ không bao giờ mà sanh vào cõi thấp hơn. Để ví dụ như là từ cõi người sanh lên cõi thứ thiên vương, cõi trời đạo lợi, từ cõi dục giới đến sanh lên cõi sắc giới, sanh cõi vô sắc, chứ không cái vị thánh hữu học đó, không có sanh xuống cõi thấp hơn. Không bao giờ có vị thánh hữu học mà đã sanh lên cõi trời đạo lợi rồi sau khi mà chung người sanh xuống cõi người, không có chuyện đó. Nó giống như một mặc dầu và cái tâm ái dục ở trong cõi dục giới vẫn còn, nhưng mà đặc biệt không sanh cõi thấp hơn. Và nó cũng là một cái luật bất thành văn khác. Và đó là theo các vị ái số các vị ái xà lê, trong đó có ngài Silananda và kể ngài Tăng Cú Lu, nói rằng những vị mà chứng thiền sắc giới thì có một số vị hồi hoại thiền. Và mặc dù có chứng ngũ thiền tầng thiền cao nhất, có được những cái tâm diệu trí, tâm thông, tức là có như là thiên nhãn, thiên nhĩ, vân vân, nhưng mà có thể có hoại thiền.
Nhưng mà vị tu tập thiền vô sắc thì không có thấy một trường hợp nào ở trong kinh ghi lại là các vị bị hoại thị, không bị hoại thị. Ở đây quý vị, chúng ta cũng nên hiểu rằng trước khi Đức Thế Tôn Ngài ra đời đó thì hoàn toàn không có một ai dạy về pháp tu tứ niệm xứ, không có ai dạy về đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của năm quận, của 12 xứ, 18 giới. Chỉ có vị Chánh Đẳng Chánh Giác dạy như vậy. Và đặc biệt là thiền Vipassana chỉ có Đức Phật. Nhưng mà riêng về thiền sắc giới và thiền vô sắc nữa, thì chính ngay khi Đức Phật ra đời đã có những vị được xem là chứng đạt đến tầng cao. Như vậy, ví dụ như là đạo sĩ Asita là cái vị mà đã từng đến gặp gặp quan kính trời chúng thương chúng, một vị đã từng tới xem tướng Thái sĩ Siddhartha khi mà ngày ở tại thành Katila về, hay là đạo sĩ Alara Kalama và đạo sĩ Uttaka Ramaputta. Dạ, thì đạo sĩ Alara Kalama cũng chứng thiền vô sở hữu, một thiền thiền vô sắc cũng tương đối cao, gần mức cuối cùng. Và đạo sĩ Ramaputta chứng tới thiền phi tưởng phi phi tưởng. Thì như vậy cái khả năng để chứng ngộ thiền sắc giới và vô sắc giới đã có trước khi Đức Phật ra đời. Và như chúng tôi nói rằng, cái trong kinh Phệ Đà ở trong Bà La Môn giáo có ghi nhận một số điểm mà vì sau này Đức Phật có giảng giải, nhưng mà ngày giảng giải với một cái mức độ tinh tế hơn và sâu rộng hơn. Nhưng mà quả thực là đã có những vị thành tựu những thiền chứng như vậy trước khi Đức Thế Tôn ra đời. Và thứ gì, khi mà nói về tâm thiện, khi mà nói về tâm thiện vô sắc giới, thì chúng ta nên nhớ rằng có một điểm mà khi mà gọi là nhập một cái tầng thiện cao nhất ở trong tâm giải thoát và tuệ giải thoát, chúng ta gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định có thể nói rằng là một cái khả năng rất là cao của những vị gọi là câu phần giải thoát, tức là có giải thoát về tâm, giải thoát về tuệ. Thì riêng về vị thánh Tam Bảo, vị A-na-hàm mà muốn nhập diệt thọ tưởng định, thì vị đó ngoài cái tam quả còn phải là vị chứng thiền phi tưởng phi phi tưởng, và cái tâm rất là tế nhị như vậy, tâm tế nhị lắm và mới nhập được diệt thọ tưởng định. Thì đối với vị A La Hán, một vị A La Hán mà không có thiền chứng các tầng thiền vô sắc, dĩ nhiên muốn chứng thiền vô sắc phải chứng thiền thiền sắc giới, và nếu không chứng thiền vô sắc thì cũng không nhập được diệt thọ tưởng định. Phải có hai là thiền phi tưởng phi phi tưởng và bị đạo quả, tức là chúng ta gọi là tam quả và tứ quả, vị A Na Hàm hay vị A La Hán. Thì bây giờ chúng tôi nói đến, sau đó tâm thiện thì chúng ta nói sang tâm quả. Tâm ác của thiền vô sắc, thật ra những thứ tâm này giống như là tâm quả sắc giới, nó có ba cái việc thôi, ba cái vai trò, đó là tục sinh. Tâm ác không vô biên thì là cái tâm tục sinh cho cái phạm thiền cõi không vô biên. Và bởi vì là tâm tục sinh nên nó trở thành tiềm thức hay là hậu kiếp, và bởi vì nó là tâm tục sinh và tiềm thức thì nó cũng gọi là tâm tử, tâm bệnh dục. Và tâm bệnh dục đơn giản, cái tâm đó chỉ sanh ở một cõi đó thôi, nó không có phần sự gì khác. Tâm thức vô biên của mình là chỉ sanh ra làm tâm tục sinh, tiềm thức và bệnh chung của
vì ở cõi trời không biên, rồi phi tưởng phi tưởng phi phi tưởng của bạn. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng nói thêm một điểm nữa là cái chuyện tái sanh vào các cõi phạm thiên đó thì luôn luôn là bằng tổng quả mình hiểu rồi. Nhưng mà có một điểm về chúng ta vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm của các cõi phạm thiên vô sắc đó, là cái tuổi thọ rất lâu, và tuổi thọ lâu lắm. Quý vị nào mà nghe ở trong kinh nói rằng một kiếp trái đất là một hai bát, một đại kiếp, dạ, tức là một kiếp trái đất một cấp bá thì dài lắm chứ, dạ, trái đất thì rất là dài. Chúng tôi nhớ rằng năm 2013 ở tại New York bên Anh Quốc, tình cờ khi mà nước rút xuống, người ta tìm thấy được những cái người ta tìm thấy được cái dấu chân trên đá, không phải dấu chân nghĩ lại khi mà cái vùng đất ngày xưa đó là đất bùn rồi do trầm tích đó, nó khóa thạch, và những khóa thạch thì để lại những dấu chân, và các nhà khảo cổ thì đã cho biết rằng những dấu chân đó đã có mặt trên 800.000 năm, tức gần 1 triệu năm, dạ, 1 triệu năm. Và lúc đó nó làm đảo lộn cả cái, nó làm đảo lộn cả cả nhiều cái quan niệm là con người ở trên trái đất này đã bao lâu rồi. Người ta nói bao nhiêu năm, nhưng mà cả triệu năm là thời gian dài lắm quý vị. Từ khi Đức Phật ra đời đến nay chúng ta chỉ có 2.500 năm, mà so với thời gian 1 triệu năm thì thứ gì 1 triệu năm rất là ít ỏi. Nhưng mà con số mà 1 triệu năm con người ở trái đất nó vẫn so quá ngắn so với con số mà chúng ta nói rằng có khi họ nói rằng trái đất đã có mặt 3 tỷ năm rồi, 4 tỷ năm, 4 tỷ rưỡi năm. Và cho đến ngày nay thì lâu lâu người ta khám phá ra những mới thấy trái đất tồn tại lâu hơn. Tuy nhiên cái kiếp trái đất nó vẫn còn không có nghĩa gì đối với cái tuổi thọ của chư vị phạm thiên vô sắc. Thí dụ như chư vị phạm thiên gọi không vô biên thì cái tuổi thọ theo trong kinh ghi là 20.000 kiếp trái đất, của vị thức vô biên là 40.000, của vị vô sở hữu là 60.000, và của vị trời phi tưởng phi phi tưởng là tới 84.000. Và kiếp trái đất nghĩa là lâu, rất lâu. Và thường là chư vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát như Đức Phật của chúng ta, Ngài đã từng sanh vào cõi đó, nhưng mà khi Ngài tu tập và Ngài chứng thiện thì Ngài không muốn đi vào những cõi như vậy, tại vì nó mất thời gian quá. Dạ, tôi biết thời gian đó, thời gian rất là lâu. Và khi mà trao dù ba la mật hạnh thì có một cái điểm rất là trớ trêu là đa số chúng ta thì không có thích cõi người, mình gọi là cõi muốn trường ác thế, mình muốn sanh về cõi cực lạc, mình muốn sanh về cõi này cõi kia, nhưng mà cõi người là cõi mà có nhiều thực hiện tu tập nhất. Và nếu chúng ta muốn tu tập giải thoát thì đừng bắt trước chấp nguyện công chứng, và nếu sao xin giới làm người, mà chúng ta hãy nếu sao xin được làm người, chứ làm người vậy không được. Còn cõi trời vô sắc nó có mùa vô sắc, tức là cái cuộc sống mà càng cái gì thì sống càng thọ, chứ càng cái gì càng thọ, thọ lắm. Cái thọ mạng của các vị mà mình tưởng tượng là 84.000 kiếp trái đất thì nó lâu lâu không, nó nhiều lắm. Thì chuyện này cũng tương đối rất là dễ hiểu, là chiếc xe nào mà bây giờ người ta nó có hai thứ, gọi là một cái là mechanical, cái máy nào mà chạy bằng máy móc á, mechanical thì nó đòi hỏi sự bảo trì nhiều hơn là cái electrical. Dạ, electrical thì tương đối là nó ít có những cái bộ phận di động như những cái bánh xe trục quay vân vân, thành ra nó tồn tại lâu hơn. Thì phải nói rằng tâm quả đó là tâm quả vô sắc, là tâm để cho sanh vào các cõi phạm thiên vô sắc, và những cõi này tuổi thọ rất là lâu. Bây giờ thì chúng ta nói qua tới tâm tố và tố vô sắc, cũng tâm tố sắc giới. Đây là tâm của chư vị A-la-hán, dạ, hoặc là dạ, chứng thiền vô sắc.
chứng thiền trước khi các ngài đắc đạo chứng quả, hoặc là sau đó thì các ngài định thuyền, thì đặc biệt là những vị này đó tu thiền này đa phần là để thành tựu viên mãn, điều mà chúng ta gọi là cái trạng thái cao nhất của tâm giải thoát, sau khi tức là các vị có tuệ giải thoát là chỉ cần có tâm giải thoát, và tâm giải thoát ở mức độ cao nhất là phi chuyển phi phi tử, tuệ giải thoát cao nhất là tâm tứ quả, tức là tâm của vị A La Hán, như chư vị Sinh Văn hay chư Phật Độc Giác, chư vị Sinh Văn A La Hán hay chư Phật Độc Giác, chư Phật Toàn Giác như Đức Phật. Thì những vị mà có cả hai tâm giải thoát và tuệ giải thoát chúng ta gọi là Phật câu phần giải thoát. Dạ, câu phần giải thoát. Thì nếu các ngài muốn nhập diệt thọ tưởng định thì ngoài cái tuệ giải thoát của một vị A-la-hán thì các ngài cần đến cái năng lực của thiền phi tưởng phi phi tưởng. Do đó các vị A-la-hán vẫn tu tập, và một lần nữa đó, thì thứ vì một cái tâm của một vị có thiền chứng như Đức Phật hay như ngày Thái Lợi Phất hay là ngày Ma Ha Cái Nhất từng một quyền liên vân vân, thì là một vị với thánh trí và thánh trí tuyệt đối đó. Thì những cái án xứ như là hư không là vô biên, tức là vô biên, vô sở hữu, không có chi, hay là phi tưởng khi phi tưởng đó, thì những vị đó chỉ là án xứ thôi. Án xứ có nghĩa là một cái phạm trù để tư duy ở trong lúc đó. Dạ. Nhưng mà điều này nó không có nghĩa là có một giá trị trên phương diện giáo nghĩa. Dạ, trên phương diện giáo nghĩa. Như chúng tôi nói rằng những cái gọi là hư không một vô biên, chân không là vô biên, chức vô biên, nó không có giá trị gì ngoài cái chuyện mà án xứ tu tập đối với vị A-la-hán. Chúng tôi lấy một thí dụ là có một lần chúng tôi đi sang California, đến một cái công viên quốc gia gọi là Joshua National Park. Thì ở trong đó thì có những cái vách đá dựng rất là cao, rất là đẹp giữa hoang mạc. Thì ở đó có một số người họ đến để họ họ luyện cái kỹ năng leo núi. Dạ, quý vị biết kỹ năng leo núi đó, thì lúc mà họ luyện kỹ năng leo núi đó thì họ phải bám vào những cái hốc đá, và họ phải có khả năng họ dùng những cái vật nhọn đó để họ ghim vào những cái hốc đá mà họ chưa ghim được, để làm cái chỗ chịu để họ bám vào, chỗ chịu họ bám vào, và họ thậm chí họ thiết cột dây vào để bảo đảm sự an toàn, họ không bị rớt xuống. Dạ. Thì thứ gì chúng tôi có nói chuyện với anh Mark, anh là một người hướng dẫn về leo núi đó. Thì anh nói rằng khi mà một người đang leo núi đó, thì họ phải tập trung vào một số những điểm quan trọng mà lúc đó đối với họ là quan trọng hơn tất cả. Dạ, quan trọng hơn tất cả là những cái mốc mà móc vào dây đó, nếu mà chỉ lơ đễnh thôi, móc không đúng thôi, thì có thể gây tai nạn chết người mất mạng. Và cái dây được thắt được rút như thế nào, thậm chí cái dao mà họ đâm vào hay là cái chài mà họ đâm vào trong những hốc đá đó, nó phải ở trong một cái cách thế nào để nó không bị bẻ, không bị vỡ tan xuống. Và đối với những người đang leo núi thì những giờ phút đó, những cái vật nhọn để đâm vào, những cái dụng cụ nhọn để đâm vào trong đá, những cái móc và những sợi dây, nó là quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Nếu những thứ đó mà họ lơ đễnh, nếu những thứ đó mà họ không nắm vững thì họ sẽ mất mạng.
Nhưng một khi mà mình đã trở xuống đất rồi thì nhìn lại một đống dây đó, một đống dây an toàn đó, những cái mốc đó đó, như bây giờ chúng tôi có một sợi dây an toàn ở trong nhà thì đâu nghĩ gì hết. Nhưng mà ngay lúc đó đó, ngay lúc mà họ đang leo lên chân rừng, lên rừng để bắt túi, ngó xuống như một cái vực thẳm ngàn trường đó, thì thưa quý vị, những cái đó nó cực kỳ quan trọng, vô cùng hệ trọng. Đó là quan, nó một cái mốc nhỏ thôi, đó là quan trọng nhất trong cuộc đời. Có những trường hợp mà một người họ đang leo núi mà họ tuột xuống, họ bị rơi xuống, và ngay lúc đó họ bị treo lơ lửng. Nhưng mà một cái mốc nhỏ thôi, lúc đó nó lại làm công việc rất lớn mà giữ nguyên cái mạng của họ. Nhưng mà lúc đời sống hàng ngày thì nó không có nghĩa. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là có những cái điểm ở trong cuộc sống mà bình thường đối với chúng ta không phải là quan trọng, nhưng mà đến trong một cái trạng thái nào đó thì nó vô cùng quan trọng. Như trường hợp cái quan niệm bị hư không là vô biên, tức là vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Những cái ý niệm đó đó, đối với một người không tu tập thì nó không có nghĩa gì. Nhưng mà đối với một người đang tu tập thiền sát giới thì nó rất là quan trọng, như là sợi dây hay cái mốc của một người leo núi. Và chúng ta đừng lấy những cái đó để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ chúng tôi cứ núi, và chúng tôi tối ngày chúng tôi cứ đếm cái quan trọng của cái dây leo núi, cái mốc để leo núi, thì nghe nó hơi kỳ. Tại vì việc đó nó không có liên hệ đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì chúng dẫn một đoạn đó là cái quan niệm về tứ đại giai không hay là ngũ uẩn giai không. Cái đó nó cũng là một quan niệm không phải sai. Giống như mình nói là không có chi, tâm cũng không có chi, cảnh không có chi. Có một lần chúng tôi nghe Hòa Thượng Trấn Điền viết một câu rất là hay. Khi mà các vị tu sĩ giành giật với nhau về chức vụ rồi ấu đả với nhau ở tại cái sân của Điện Đông Quốc Tự, Hòa Thượng có viết câu là tâm đã là không cảnh có gì, nồi da sáu thịt để mà chi. Được thua thua được bồng quá đúng, hỡi ôi đầu người hót từ bi. Tâm đã là không cảnh có gì, thì cái câu nói mà tâm đã là không cảnh có gì, thưa quý vị, nó có vẻ như là một cái chân lý trong đời sống ngày của chúng ta. Nhưng mà nếu mình gặp chuyện gì trong đời sống, ví dụ như là ngày tháng 11 này chúng tôi có khóa tu học và lễ dân y ở tại chùa Pháp Luân, mà chúng tôi cứ nói là tâm đã là không chẳng cảnh có gì, thì không cần phải chuẩn bị bông hoa, bàn thờ, không cần phải chuẩn bị chỗ ngồi cho chư tăng, không cần chuẩn bị y gác chí ná, tại vì tâm đã là không cảnh có gì, áp dụng làm gì. Thì thứ gì không phải là quan niệm tâm và cảnh đều không có gì là hoàn toàn sai, nhưng mà nếu áp dụng sai chỗ đó thì nó lại là sai. Tức là mình nói là ngũ uẩn giai không, nhưng mà ngũ uẩn giai không đó được áp dụng chỗ nào? Bởi vì khi mà hồi nãy chúng tôi có nói rằng cũng chữ dơ và chữ sạch, nhưng mà cái dơ và cái sạch của những nhà môi trường sinh thái đó, họ nói phân bò là sạch, mà một cái ống hút nước mà chúng ta hay uống cả uống nước ngọt đó là dơ, tại vì phân bò đó nó có thể đi decompose, và tức là nó mục nát được. Nhưng mà cái ống plastic nó mất mấy chục năm mới không mục nát được, nó làm ô nhiễm môi trường. Thì cái dơ và cái sạch của một vị về môi trường sinh thái nó khác với cái dơ và cái sạch ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, là chúng ta nên hiểu. Bởi vì ngày xưa chúng tôi ở với ngày đó, và thưa quý vị, lúc chúng tôi học hạnh có thời gian chúng tôi ở với ngài, thì hồi mình còn nhỏ mà, hồi còn nhỏ thì có nhiều khi mình hỏi cái này thì nó lộn qua cái kia, nó dập chằn qua cái đó, thì ngài hay bị ngài rầy lắm. Chúng tôi thưa quý vị Phật tử là ngày hôm nay quý vị học Phật pháp ở trung tâm Phật pháp của Đức Tham Ma thì là chúng tôi ít bao giờ mà chúng tôi nói cái gì với vị lắm, cái người rầy với vị nhiều là thường tội từ siêu chứ phải chúng tôi. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi còn ở cái đời sự đó, chúng tôi học cái ngày 10 chuyện á thì đó là chính diện bị rầy rồi. Tại vì ngày nghe đặt câu hỏi ngày khó chịu, ngày nghe đặt câu hỏi ngày khó chịu, không phải khó chịu mà ngày đặt câu hỏi đúng chỗ. Lúc đó là chúng tôi bị nghe
nghe ngày này rất là chúng tôi cũng quen tai rồi, nhưng mà lớn lên thì chúng tôi rất là cảm kích về việc đó. Tại vì sao vậy? Tại vì cũng vấn đề đó, cũng cái trường học đó mà mình phải hỏi trên đúng chỗ. Ví dụ như là bây giờ chúng ta nói về môi trường sinh thái thì thế nào là sạch? Cái sạch của môi trường sinh thái nó không phải là cái sạch mà như chúng ta nói mồ hôi ra hay là tắm rửa sạch sẽ hàng ngày, nó rất là khác biệt. Và rất là khác biệt thì ở đây những cái khái niệm trừu tượng, những ý niệm trừu tượng là hư không được vô biên, tức là vô biên, vô sở hữu, phi tưởng khi phi tưởng. Dạ, không phải là những cái chân lý mà chúng ta học như là một giáo nghĩa kinh điển. Dạ, mà nó đơn thuần là một kháng xứ để tập trung. Và lúc đó trong cái tâm định của năng lực định của ngũ thiền và trong cái án xứ đó thì vị đó sẽ đưa tâm thức của mình lên một cái tầng cấp cao hơn. Và ở trong tâm thiền đó là thiền vô sắc, thì chúng ta nên hiểu như vậy. Và điều này áp dụng với một vị phàm nhân tu tập thiền vô sắc, và đối với chư vị A-la-hán cũng vậy, và thậm chí những vị đã thành tựu thiền chứng cao tột như là Đức Phật, như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Bụt Kiền Liên, khi nhập vào trong thiền không vô biên thì vẫn dùng cái ý niệm hư không là vô biên. Khi nhập vào thiền thức vô biên thì vẫn dùng cái ý niệm thức vô biên, mặc dù trong sự tu tập mà trước mà chưa đến thì cái tâm thức vô biên là phủ nhận không vô biên, vô sở hữu là phủ nhận thức vô biên. Nhưng mà khi mà xuất nhập về sau này thì nó không còn có cái cách phủ nhận như vậy, và không nên dùng cái đó như là quan niệm về giáo điện. Chúng tôi có nói với quý Phật tử một điều rằng đôi khi thuốc mà nó có cái hiệu năng thì nó phải đi với cái bệnh. Thuốc nó trị bệnh được thì mới có cái hiệu năng. Nếu cái thuốc đó mà xài không đúng chỗ thì nó chết người chứ không phải là giận. Dạ, tại vì thuốc rất là cần và được sử dụng đúng chỗ. Thì cũng vậy, có những cái khái niệm về kinh điển đó mà người ta cãi nhau, người ta phản bác nhau, người ta phủ nhận nhau là bởi vì thứ gì, người ta nói không có đúng chỗ. Dạ, không nói không đúng chỗ. Nếu mà bình thường, ví dụ như là quý vị nói chuyện với thượng tọa từ xưa, giờ quý vị nói rằng pháp giải rằng thức là vô biên, thức là vô lượng, thì tọa từ xưa nói rằng ô cái đó chỉ là một tâm thiền vô sắc thôi, nhưng mà đến khi lên cao là vô sở hữu thì cái vô sở hữu nó phải phủ nhận cái thức vô biên. Thì thật ra mình nghe cũng hơi gỡ gàng. Như vậy cái giá trị nằm chỗ nào thì thưa rằng cái giá trị chỉ nằm chỗ đó thôi, chỗ cái tâm thiền thôi, ngoài ra không nên áp dụng đời sống hàng ngày. Đây là những điều rất là trừu tượng. Dạ, rất là trừu tượng. Như chúng tôi đã từng nói rằng có một giai đoạn nào đó khi chúng ta làm thơ thì chúng ta cần để ý đến niêm lục, để ý đến cách gieo vật, để ý đến ví dụ bằng cách vân vân, nhất là thơ đường. Nhưng mà đến một lúc nào đó mà chúng ta đặt vào trong cảnh giới đó là một thi hào, một thi bá thực sự rồi, thì chúng ta không ngồi đó chúng cứ đem niêm luật ra mà mình cứ phải cắt xén chữ nghĩa rồi đáp vào chỗ đó. Làm như vậy hoài, nhớ niêm luật hoài á, thì cái bài thơ chúng ta đó thì chúng ta là thợ thơ thôi, chứ không phải là bậc thầy của thơ được, dạ, bậc thi hào thi bá được. Bởi vì sao vậy? Nó cái việc đó không áp dụng đúng chỗ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta qua một cái điểm khác là trong ngữ và nghĩa. Ở đây quý vị thấy rằng trong chữ không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu thì có cái chữ xứ, và không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, chữ xứ, chữ xứ dùng chữ ná, chữ ajatana thì thường chỉ là xứ thôi. Dạ, nhưng mà chúng ta có năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Cái chữ xứ ở đây đó nó cũng là chỗ, là nơi, là cảnh giới, là phạm trù. Cũng như ở trong tiếng Anh chúng ta có chữ sphere. Chữ sphere ở đây tức là cũng là một cái cảnh giới hay là một cái phạm trù. Thì nó không phải nói về nó không
nó không phải nói về về 12 xứ, và những xứ này nó có liên quan gì, nó không có dùng như chữ xứ trong 12 xứ, mà chữ xứ nó là phạm trù, thì có bốn cái phạm trù của bốn phạm trù của thiền vô sắc, do đó dùng chữ ajatana. Dạ. Trong các đề mục thiền sắc giới thì quý vị về điểm này nó cũng quan trọng. Trong đề mục thiền sắc giới đó thì cũng một cái đề mục về hư không, hay là đất nước lửa gió hay sinh vật đỏ trắng cũng đề mục đó, và vị có thể phát triển sơ thiền cũng kasina đó, nhị thiền kasina đó, tam thiền kasina đó, tứ thiền cũng kasina đó. Dạ. Nhưng mà khi mà đến thiền vô sắc, bởi vì nó là cái ý niệm trừu tượng, do trong ý niệm trừu tượng này nó có những cái phạm trù riêng biệt, và những phạm trù đó ở trong ở đây chúng ta là ajatana xứ. Do vậy thường thường nói cho đủ là thiền chứng không vô biên xứ, thiền chứng thức vô biên xứ, thiền chứng vô sở hữu xứ, thiền chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cái phần nói cẩn thận đó thì chúng tôi đã nói ở trên rồi. Dạ, đừng xem ở đây đó là một cái nền tảng của giáo nghĩa, mà ở đây chỉ là một cái án xứ của thiền vô sắc thôi. Bây giờ quý vị, chúng tôi trong cái mà sử dụng cái niệm quen thuộc thì chúng tôi muốn dùng đến một cái ý niệm, một cái khái niệm rất là quen với chúng ta trong đời sống, là quý vị để ý mỗi người chúng ta có một cái khuynh hướng. Ví dụ như có những người rất thích máy móc, dạ, rất thích máy móc, họ luôn luôn là cập nhật cái máy gì mới ra họ mua, họ tìm là sao họ xài được. Dạ. Thì cái cảnh giới họ cảnh giới khác, mà có những việc không tha thiết máy móc, họ chỉ tha thiết cái chữ nghĩa thôi, hay là về Phật pháp thôi, thì họ sống trong cảnh giới khác. Thì nó có những cái mà rất là trung tự, và có những cái mà nó thuộc về rất là cụ thể. Thì tương tự như vậy, ở trong cái gọi là tâm thuật, ở trong cái cách mà luyện tâm, ở trong cách mà chúng ta gọi là mental culture, cultivation, là cái ở trong một cái nền văn hóa tâm linh, hay là cái tâm thuật khác, thì quý vị, nó có những thứ nó liên hệ đến cảnh ngoại giới như là sắc thinh khí bị xúc, có những thứ nó liên hệ đến định dựa trên một cái án xứ vật chất như là các asida, và chúng ta gọi tâm thiền sắc giới. Nhưng mà có những cái tam muội định đó, nó là dựa trên cái án xứ rất là trừu tượng, hoàn toàn trừu tượng, đó là vô sắc. Thì ở đây chúng ta dùng cái cuộc sống hàng ngày, và chúng ta tạm hiểu. Thật ra điều này khó hiểu lắm, và rất là khó hiểu. Như hồi nãy chúng tôi nói với vị rằng, nói về một chuyện đơn giản là tại sao chúng tôi vừa nói mà làm thế nào cái lời nói chúng tôi nó chạy từ Mỹ mà qua những dây cáp quang ở Thái Bình Dương rồi nó tới Việt Nam, mà từ từ siêu nghe được nó là cả một bây giờ hồi giải thích chuyện đó nó không đơn giản để giải thích. Từ cái thiền mà dục giới qua tức là từ cái tâm dục giới qua sắc giới đã khó hiểu rồi, mà sắc giới mà qua vô sắc nữa thì càng khó hiểu. Thì khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamm á, thì chúng ta cứ cứ học, dạ, cứ học. Nhưng mà như vậy là khác với trong kinh đạn đó, thì ở trong kinh đạn là mình thích bản nào học bản đó, dạ. Nhưng mà trong thắng pháp đạn thì nếu chúng ta chỉ ưa học về tâm dục giới thôi, mà không học về tâm sắc giới, vô sắc giới, thì mai mốt mình không có đủ cái mảnh ráp. Không biết là quý vị nào ở đây có chơi một cái trò chơi là ráp puzzle, ví dụ như một cái tấm tranh nó được cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi nó trộn lẫn với nhau rồi mình ngồi ráp lại, thì có những cái mảng nó có màu sắc, nó có hình ảnh, có những mảng nó chỉ có một màu thôi. Ví dụ bầu trời cắt một mảng, nhưng mà mình phải có đủ tất cả các mảng,
Và khi mình rap thì mình không nhất thiết là mình nói rằng cái mảng nào quan trọng hay không quan trọng. Tất cả những cái mảng nào mà nó thiếu thì nó không thể thành một bức tranh. Thì tương tự như vậy, khi mình học Thắng Pháp Abhidhamm có điều đặc biệt là cái dễ hiểu, cái khó hiểu, cái cao, cái thấp, cái này cái kia đều phải học hết. Nếu mà chúng ta không có chúng ta không học kỹ, chúng ta không học kỹ thì càng đi sâu về thì chúng ta mới thấy rằng tất cả đều là những cái puzzle hết, tất cả đều là những cái mảnh rời, và mảnh rời đó phải được học đủ để ráp lại với nhau. Thành ra cái thái độ mà học Thắng Pháp Abhidhamm rất là khác với cái thái độ học kinh tạng, học lược tạng hay học những môn học khác. Học môn học khác thì chúng ta có cái điều mình thích hay không thích, nhưng khi học vào môn Thắng Pháp thì mình phải biết tất cả. À, ngày mai mốt mình sẽ thấy rằng nó có những rất là thú vị, rất là lợi lạc để chúng ta biết về những điểm này. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc bài học về nội tâm vô sắc ngày hôm nay ở tại đây. Và bây giờ thì chúng quý vị mà thưa thầy sư, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang ở trước máy, xin cái tên thượng tọa con nghĩ giảng thêm bài học ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta có một số các câu thảo luận. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa từ siêu có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ, dạ thấy thượng tọa từ siêu rồi. Xin Nam Mô Bụt Thầy Cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái tâm thiện, cái tâm vô sắc giới trong thời gian chờ đợi, chúng ta vẫn đẳng soạn câu thảo luận chúng tú trích những kinh văn cái chỗ mà ở kinh tạng cũng như ở trong Thắng Pháp Tạng nó bộ phân tích và đề cập đến ý nghĩa của bốn thiền vô sắc. Không vô vi xứ akasa nan chai chết tân năng, kinh văn Đức Phật dạy rằng nhờ hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, diệt mất các đối ngại tưởng, không tác ý các gì biệt tưởng, nghĩ rằng Akasvananto hư không là vô biên, vì ấy chứng và trú không bị xứng. Thì ở trong kinh văn cả về kinh tạng và thắng pháp cũng đều trình bày giống nhau cái ý nghĩa đó. Từ nãy đến giờ khi mà chúng ta nghe vị ân sư giải thích ý nghĩa
thì đó là cái lý pháp ở trong tám pháp. Nhưng mà các Phật tử chúng ta cũng nên ghi nhận kinh văn đã dạy như vậy, từ đó chúng ta mới có thể hiểu được cái lý pháp mà chúng ta không có sai lệch. Còn nếu như chúng ta học cái gì ở trong thắng pháp sơ thiền, nhị thiền, cẩn thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nhưng mà chúng ta không hiểu kinh văn sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tướng, vân vân, chúng ta không có nắm bắt được kinh văn như vậy nữa, thì e rằng thời gian sau chúng ta lạc để cho lạc bất kinh điển. Cho nên chúng tôi mới cho quý vị nghe thêm thì ở trong cái câu nói ngắn gọn vừa hoàn toàn vượt qua các sắc tưởng, thì chữ hoàn toàn sapaso ở đây có nghĩa là về mọi phương diện, vượt qua các sắc tưởng. Rupasanya năng samatikkama có hai nghĩa, là hành giả bỏ lại các thiện chứng thuộc sắc giới, tức là 15 tam sắc giới, hoặc là hành giả bỏ qua các đối tượng của thiền sắc giới như những địa ngục biến xứ. Nó có hai nghĩa về gọi là vượt qua sắc tưởng. Cái chữ gọi là diệt mất các đối ngại tưởng patikasanya năng athangama, đối ngại tưởng là những tưởng khởi lên do căn tiếp xúc với cảnh trần tương ứng, tức là sắc tưởng, nhãn thức, thân tưởng, nhị thức, khí tưởng, tỷ thức, vị tưởng, thiệt thức, xúc tưởng, thân thức. Năm tưởng gọi là đối ngại tưởng, nói đúng là 10 đối ngại tưởng, ngũ sở thức. Dĩ nhiên, những tưởng này cũng không có ở một vị đang nhập sơ thiền, nhị thiền, vân vân. Nhưng nói rằng vị chứng thiền vô sắc nhờ diệt mất các đối ngại tưởng chẳng qua là sự giới thiệu về thiền vô sắc để gợi cái sự quan tâm đối với thiền vô sắc vậy thôi. Còn cái câu nói rằng không tác ý các vị biệt tưởng na natta sanya năng nasikara, các loại tưởng thuộc tâm dục giới ngoài ngũ sở thức còn lại gọi là còn lại là 3 tâm ý giới và 44 tâm ý thức giới. Vì chúng sinh có đối tượng khác nhau, có bản chất khác nhau nên gọi là dị biệt tưởng. Nhưng câu nói không tác ý các dị biệt tưởng, trường hợp này vị muốn tu thiền vô sắc thì không tác ý đến 27 tưởng động lực dục giới, không kể hai tâm sân, vì 27 dị biệt tưởng này vẫn còn hiện hữu nơi người sanh khởi thiền, sanh khỏi thiền sắc giới. Nếu còn tác ý đến các dị biệt tưởng ấy thì không đạt được thiền vô sắc, không có vị xứ đâu. Cho nên những cái cách và giải thích như vậy đó để giúp cho chúng ta hiểu rõ về cái mạch văn ở trong
kinh văn như thế nào, chúng ta hiểu rõ. Giải thích cái câu mà nghĩ rằng hư không là vô biên, Ananto Akaso, hư không đây là cái khoảng không còn lại sau khi dời bỏ địa mục không vô biên xứ, gọi là vô biên vì biên giới sanh và biên giới diệt của khoảng không không được biết đến. Hành giả đặt để tâm vào khoảng không ấy, biến mãn không giới hạn. Đó là câu nói nghĩ rằng hư không vô biên. Vẻ chứng và trú không vô biên xứ, cái ý nghĩa này là cái tắc ý biến mãn, khoảng không là không giới hạn, trở thành trú xứ cho thiền nên gọi là không vô biên xứ. Cái chữ Ajatana khi nãy Thượng Tọa Giác Đẳng có giải thích cho chúng ta, thì Ajatana ở đây xứ không có nghĩa là đồng nghĩa, không có đồng nghĩa với cái chữ xứ trong 12 xứ, mà chữ xứ ở đây có nghĩa là một cái phạm trù hay một cái trú xứ, một cái cảnh giới, một cái địa mục. Hành giả sau khi đạt đến an chỉ định với địa mục không vô biên xứ thì trú với sự an trú tâm định ấy, đó gọi là chứng và trú không vô biên xứ. Trên đây là giải thích ý nghĩa đoạn kinh văn về việc chứng thiền không vô biên xứ. Bây giờ chúng ta lại nói đến kinh văn của cái loại thiền thức vô biên xứ. Vinyananchā yatanam, ở trong Thắng Pháp bộ phân tích Quý Phân Giác cũng như ở trong kinh Tạng Trung Bộ có đề cập đến thức vô biên xứ là gì. Kinh văn nói rằng nhờ hoàn toàn vượt qua không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, vẻ chứng và trú thức vô biên xứ. Ở đây vị hành giả muốn tu tập đến thiền thức vô biên xứ, sau khi đạt được thiền chứng không vô biên xứ, trước hết phải thấy sự hạn chế của tâm thiền không vô biên xứ, khám phá rằng tâm thiền ấy biết đối tượng hư không, dù là hư không vô biên, nhưng mà vẫn còn chút vướng víu. Rồi vì ấy lý tâm thiền này làm đối tượng cho là an tịnh hơn, tác ý đến thức, quát sáng đến thức, tác động trên thức ấy. Chữ thức trong thức vô biên đó, thức này là ám chỉ cho cái thức không vô biên xứ. Cái tâm không vô biên xứ bây giờ nó đang trở thành cái phạm trù hay là cái đối tượng nhắc lại quý vị. Cái tâm không vô biên xứ đối tượng là hư không vô biên, còn thiền thức vô biên xứ đối tượng là tâm thức không vô biên mà đã chứng đạt được đó. Như vậy thì vị ấy tác động trên thức ấy,
thức là không giới hạn hay thức là vô biên. Anh đang tăng quy nhân anh nhà nào khen giả hướng tâm liên tục nhiều lần trên đức trên tướng ấy thức nguyên thức vô biên thì những triền gái được đè nén niệm được an trú và tâm trở nên định tĩnh với các với cận hành định. Hành giả duy trì cận hành định tu tập liên tục làm sung mãn tướng ấy, làm như vậy cuối cùng an chỉ định thuộc thiền thức vô biên sức khởi lên, gọi là đắc chứng đệ nhị thiền vô sắc. Bây giờ chúng ta lại nói đến vô sở xứ A Kinh Chay Nha Gia Tăng Năng. Ở đây chúng ta cũng nên biết qua kinh văn mà trong bộ Thắng Pháp, trong bộ phân tích của Thắng Pháp có đề cập đến kinh văn hoàn toàn vượt qua thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có gì vẽ chứng và trúng vô sở xứ. Trong mạch văn của bài kinh khi nói đến thiền, những thiền vô sắc thì chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Thì ở đây thưa quý vị, ngài Bố Thí Khô Xá đã nói thêm, ngài giải thích thêm, hành giả muốn tu tập thiền vô sở xứ trước hết phải nhập thiền thức vô biên, thức vô biên xứ một cách tự tại, rồi lấy thiền này, rồi thấy thiền này chưa an tịnh lắm. Sau khi đã từ bỏ sự bám víu vào thức vô biên xứ, hành giả tác ý đến cái sự không có mặt, cái sự rỗng không của thức vô biên đã đạt được và nghĩ rằng không có gì, không có gì, nothing. Khi hành giả hướng tâm đến tướng như vậy, chữ tướng ở đây chữ nimitta, bất cứ cái gì mà nó trở thành một ấn tượng cho tâm thì đó gọi là tướng nimitta. Khi hành giả hướng tâm đến tướng như vậy thì những triền cái được chế ngự và niệm được an trú và tâm hành giả tập trung ở cận định. Hành giả tiếp tục tác ý tướng ấy nhiều lần làm cho sung mãn, cuối cùng an chỉ định về vô sở xứ khởi lên, đây gọi là chứng đắc đệ tam thiền vô sắc. Thì thưa quý vị, ở trong kinh văn nói đến thiền vô sở xứ thì cũng trình bày tóm tắt như thế. Đó là giải về cái thiền vô sở xứ. Sẵn đây thì chúng tôi muốn trình bày thêm cho nó tròn đủ, mặc dù biết rằng mất thời gian của quý vị nó đủ luôn cả bốn loại thiền: thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, nêu có sanh nha, na sanh nha, chết tận năng. Thì kinh văn nói rằng bằng cách hoàn toàn vượt qua vô sở xứ, vị ấy chứng và trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Kinh văn có bao nhiêu đó thôi. Thì ngài Bố Thí Khô Xá trong Thanh Tịnh Đạo ngài giải thích, hành giả muốn tu tập thiền phi tưởng, phi tưởng xứ trước hết phải nhập thiền vô sở xứ. Ở đây các vị nên nhớ là hễ muốn đắc được thiền vô sắc cao hơn chút thì phải nhập thiền, nhập thiền thấp đó. Thí dụ như muốn đắc thức vô biên thì phải nhập thiền vô không vô biên, rồi lấy cái tâm thiền không vô biên đó làm cái phạm trù, làm cái đối tượng. Rồi muốn đắc thiền vô sở xứ thì phải lấy thiền, phải nhập thiền thức vô biên. Muốn đắc vô sở phi tưởng, phi tưởng xứ thì phải nhập thiền vô sở xứ.
Sau khi xuất hiện vô sở hữu xứ, vị ấy thấy khuyết điểm trong vô sở hữu xứ như vậy. Thiền này là tưởng có cảnh thức vô biên là đề mục. Tưởng ví như bệnh, tưởng ví như cục bướu, tưởng ví như mũi tên. Chỉ có đây mới là an tịnh tinh lương, tức là phi tưởng, phi vi tưởng. Thì như vậy, theo lời của Ngài Bồ Tát Quan Sát giải thích thì vì thiền vô sở hữu xứ nó vẫn là tưởng đến cái tâm thiền thức vô biên, mà cái tưởng đó thì vị hành giả sẽ thấy rằng vẫn còn có khuyết điểm, cho nên chỉ có cái phạm trù phi tưởng phi vi tưởng mới là an tịnh tinh lương sanh tăng bên đi tăng. Gọi là phi tưởng phi vi tưởng nghĩa là không phải tưởng cũng chẳng phải là phi tưởng. Đây chỉ cho cái tưởng mà nơi vị hành giả có cái tưởng quá tinh tế đến mức không thấy có tưởng, nhưng không phải là không có tưởng. Điều này Ngài thí dụ cũng ví như mặt đường trơn trượt có nước ướt, nhưng được bảo lấy nước đó rửa chân thì nói là không có nước. Không có nước rửa nhưng không phải là không có nước ướt. Ngài ví dụ như vậy. Hoặc tưởng ở đây không phải là tưởng, vì nó không thể làm cái nhiệm vụ của tưởng, mà nó cũng không phải là phi tưởng, vì nó vẫn còn hiện diện, chỉ là trong trạng thái vi tế như một hành sankhara còn sót lại, nên nó gọi là phi tưởng phi tưởng. Lại là phi tưởng phi tưởng xứ, bởi vì đây như là đề mục cho thiền chứng sanh khởi. Thì ở đây thưa quý vị, theo cái cách giải thích ở trong Thanh Tịnh Đạo thì Ngài Bồ Tát Quan Sát Ngài trình bày chỉ chừng ấy ý nghĩa, mà chúng tôi tóm lược lại, giảng lược lại, thì chắc có lẽ là chúng ta nếu nghe giảng rộng mà không hiểu thì chúng ta nghe trình bày hẹp lại chút, gọn lại chút xíu thì chắc có lẽ là chúng ta hiểu. Thì một trong hai là giải rộng để hiểu, và nếu giải rộng mà quý vị thấy nó mi man thì chúng ta nghe giải tóm tắt. Có người thì họ thích nghe tóm tắt để dễ nắm bắt, nhưng mà có người tóm tắt quá thì họ không hiểu nữa, thì đến lúc đó đối với người này họ chỉ thích nghe rộng rãi mà thôi. Thì giờ ở đây đó, trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng đưa câu thảo luận thì chúng tôi có một vài chia sẻ thêm với quý vị về bài học. Và bây giờ thì đã thấy Thượng Tọa Giác Đẳng đưa câu thảo luận số 1 rồi. Bây giờ xin kính tỉnh Thượng Tọa trở lại điều học. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa tu khí thiền từ tòa tuệ siêu. Bạch thiền tòa tuệ siêu, trong câu thảo luận đầu tiên thiền tòa hoàng hỷ cho biết là chúng ta gọi là tâm tố hay tâm duy tác, như định nghĩa là chỉ có hành động chứ không có kết quả của hành động, dạ, không có tạo quả. Nhưng mà trong trường hợp mình nói rằng một vị a la hán ngày tâm đại tố hợp trí để ngày tu thiền, và khi ngày tu thiền ngày cũng chứng thiền, thì cái thiền chứng đó nó có thể gọi là quả của tâm đại tố. Và nếu nó là quả thì tập sao tâm đại tố mà chúng ta gọi là chỉ có quả mà không có, chỉ có hành động chứ không có quả hành động. Xin chúng ta hoan hỷ cho một vài ví dụ về điểm này. Xin thưa Phật.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái tâm đại tố, tâm tố thượng giới hay tâm nguyên tố nói chung, tâm kiriya là cái tâm chỉ có hành động chứ không có quả của hành động. Quả ở đây là chúng ta phải hiểu là quả vị thục, và cái tâm hành động đó như là tâm thiện đó, bất thiện gọi là nghiệp vị thời, nó đưa đến quả vị thục. Thì ở đây tâm đại tố không có cái chức năng hoạt động của cái tâm tố, không phải là nghiệp vị thời. Và cái thiền chứng mà vị A La Hán chứng được do tâm đại tố tu tập cái sinh ác, thì cái tâm thiền chứng, cái tâm thiền tố đó không phải là quả vị thục. Quý bà các, không phải là quả vị thục. Ở cái chỗ này thì chúng ta phải hiểu rằng là ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có những trường hợp chúng ta lấy cái ví dụ một người do tạo cái thiện nghiệp như là trong quá khứ đã cúng dường bông hoa hoặc là cái tâm không có sân hận, không nóng nảy vân vân, cho nên bây giờ kiếp này sanh ra họ có cái sắc mặt tươi sáng đẹp. Thì cái tươi sáng đẹp đó, cái sắc diện mà tươi sáng đó trong trường hợp này là do cái này là quả vị thục, do quả nghiệp vị thời là cái nghiệp vô sân, cái nghiệp tu tâm từ, cái nghiệp tâm an trú tâm từ, hay là cái nghiệp cúng dường bông hoa đến Đức Phật với cái tâm bát bẻ, cho nên phát sanh gì. Nhưng còn trong trường hợp này, khi một người cái mặt đi đường xa bụi bặm đống đơ, hoặc là trong lúc làm việc nấu bếp chẳng hạn, bụi hay khói đống mặt thấy xấu xí, rồi người này đi rửa mặt, khi mà người này rửa mặt làm cho cái gương mặt sạch bụi, sạch lọ nồi, thì khi mà cái mặt đã được sạch như vậy đó thì da của họ bắt đầu sáng lên, chúng ta gọi là gương mặt đã sạch. Thì cái sạch sẽ của người này do cái hành động dùng nước sạch xà phòng để rửa mặt, thì cái sạch sẽ đó, cái tươi sáng đó, nó không phải là quả vị thục của một cái việc thiện do một cái nghiệp nào, mà do cái hành động nó đưa đến nguyên nhân và cái hậu quả tương xứng. Nguyên nhân và cái hậu quả tương xứng. Nguyên nhân tức là dùng nước để rửa mặt, và cái hậu quả, cái kết quả của rửa mặt là gương mặt sạch. Thì trong trường hợp này không gọi là quả vị thục. Còn một người mà sanh ra cái gương mặt trắng nõn nà và nó có nét kiều diễm, thì cái đó mới gọi là quả vị thục của cái nghiệp lành mà Đức Phật ngài dạy trong Tiểu Biệt Phân Biệt Kinh, là người tâm không có sân hận, nên sau này khi mà sanh trở lại làm người thì có cái sắc diện đẹp như thế. Thì chúng ta phải phân biệt một người hành động thiện
bố thí, nên sau này họ được tài sản lớn, thì cái đó là nghiệp dị thời quả dị tục. Nhưng mà dùng cái tâm thiện tu thiền để chứng đắc các thiền khác, các thiền sắc giới và vô sắc giới, hoặc như vị A-la-hán, ngài dùng cái tâm tốt tu thiền để chứng thiền, thì cái tâm chứng thiền đó là do cái tác động của, do cái sự quân tu của cái tâm dục giới, của tâm đại tố dục giới, chứ không phải là quả dị thuộc do tâm dục giới sanh lên. Ở đây chúng ta cũng nên nhớ thế này: nếu như tâm thiện dục giới ở tu tập thiền rồi chứng được thiền sắc giới, thiền thiện đó, và thiền thiện này nó sẽ đưa đến quả dị thục là tâm quả sắc giới hay là quả vô sắc giới, thì nó có hai giai đoạn: tâm thiện dục giới tu tập để đắc chứng được tâm thiền thiện sắc giới, thì cái này không gọi là nghiệp dị thời quả dị thục, mà tâm thiền thiện chứng chứng đắc tâm thiền thiện này nó tạo ra tâm quả sắc giới hay quả vô sắc giới, thức đó mới là quả dị thuật của cái tâm thiền thiện. Thì ở đây gọi là duy tác, là bởi vì vị A La Hán chỉ có một giai đoạn thôi, tức là từ cái tâm đại tố tu tập đề mục thiền sắc và vô sắc, đề mục thiền chỉ, và ngài chứng đắc được thiền tố sắc giới, thiền tố vô sắc giới. Thì đây gọi là cái sự trợ duyên, cái sự trợ duyên mà nó thành tựu, chứ không phải là do nghiệp dị thời quả dị thuộc. Còn trong khi đó tâm thiền tố sắc giới, thì tố vô sắc giới, thì hoàn toàn không có quả dị thuộc, không có cho quả dị thục, tức là không có tâm quả sắc giới, quả vô sắc giới nào mà được thành tựu do tâm tố sắc giới cả. Thì cái chỗ này mới là cái chỗ chấm dứt. Chính vì chỗ cái tâm thiền tố không đưa đến quả dị thục sắc và vô sắc, nên mới gọi là tâm tố, là tâm chỉ có hành động, không có quả của hành động. Cũng như chúng ta nói thiện dục giới thì nó đưa đến quả dị thục là 16 cái tâm quả sắc giới, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm đại quả, thì cái đó là nghiệp dị thời quả dị thục. Nhưng mà cái tâm đại tố, tức là tâm tố dục giới hữu nhân của vị A-la-hán, cái tâm tố đó là không có tạo ra cái quả dục giới nào, vì vậy cho nên mới gọi là tâm duy tác. Chúng ta nhớ cái chỗ đó, chứ không phải ở trong cuộc đời này hễ cái gì mà có làm và có kết quả, có cái sự thành tựu, thì chúng ta đều gọi là có quả dị thục. Không phải như thế. Chúng ta đang mệt,
đi xa về chúng ta đang mệt mỏi, bụi bặm mình, thân thể đã bị dơ bẩn, bứt rứt khó chịu, cảm thọ khó chịu, chúng ta liền tắm rửa, lau mặt. Khi mà chúng ta tắm rửa hay chúng ta rửa mặt làm cho chúng ta cảm thấy sảng khoái khỏe, thì cái sự sảng khoái đó không phải là quả dị thuộc của hành động đi tắm. Chúng ta nhớ vậy, nó không phải là quả dị thuộc của hành động đi tắm. Cái hành động đi tắm, cái đó chỉ là cái hành động chứ không có quả của hành động. Còn cái việc mà đi tắm mà đem lại cái cảm giác thoải mái dễ chịu đó, thì trong trường hợp này chỉ gọi là một cái sự phản ứng, cái hiệu ứng thôi, chỉ là một cái hiệu ứng, một cái sự hiệu ứng của hành động. Cho nên không, hành động của vị A-la-hán như là ngài tu thiền rồi ngài chứng thiền thì đó chỉ là cái sự hiệu ứng của tâm hành động thôi, chứ không phải là quả dị thuộc. Đây là một vài điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị để trả lời câu thảo luận số 1 của Nam Mô Bổn Sư. Sao thú kích trưng thực tập thực siêu. Mà thực tập thực siêu, điều mà chúng ta đang bàn rất là thú vị. Khi mà mình nói về cái quan niệm nhân quả của thưởng thức, đặc biệt là ở trong Kinh Tạng và nhân quả trong Thắng Pháp Tạng. Bây giờ thì chúng ta tạm gọi là một câu hỏi 1B, nó liên quan tới câu hỏi số 1. Nó không hẳn là nằm ở trong cái đề tài của tâm tâm sắc giới và quý Phật tử lưu ý, nhưng mà nó lại liên quan đến câu trả lời của thượng tọa. Theo người đời á, thì mình siêng học, chịu khó học, rồi mình có được học vị, rồi mình có được kiến thức, thì do mình đi học, đó là nhân, và sau này mình trở thành một người có kiến thức rộng lớn, quảng bá, đó là quả. Nhưng mà nói theo Thắng Pháp Tạng đó, thì cái chuyện mà siêng học và có cái kiến văn quảng bác đó, thì cả hai đều là tâm đại thiện dục giới, tịnh thảo, tâm thiện dục tịnh thảo, và nó không có tâm nào là tâm quả. Thì tại sao thì tôi phải trình bày, thì tôi phải trình bày là tại sao mà ở trong ngoài đời họ có là nhân quả, nhưng mà ở trong Thắng Pháp thì không kể là nhân quả được. Xin kính thỉnh thì tôi quan hệ trở lại. Nam Mô Bổn Sư. Kính bạch Thích Tăng, kính thưa quý vị, chúng ta thường thường chúng ta nói nhân quả, nhưng mà chúng ta cứ hiểu là nhân quả tức là nghiệp báo, nhưng thực ra đó, chừng nào mà chúng ta nói đến nhân quả nghiệp báo đó, cái đó mới là nghiệp dị thời, quả dị thục. Còn nói đến nhân quả không, tức là có nguyên nhân và có hậu quả, đó chỉ là cái hiệu ứng của hành động. Bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ, trồng xoài thì chúng ta được trái xoài, trồng mận thì chúng ta được trái mận. Cái trái xoài, cái hương vị nó khác hơn trái mận, cho nên hễ mà muốn ăn xoài
Muốn ăn quả xoài đó thì chúng ta phải trồng cây xoài. Muốn ăn quả mận thì chúng ta phải trồng cây mận. Thì cây mận cho ra trái, trái mận, thì cái đó ví dụ giống như là nghiệp dị thời quả dị thục. Cây xoài cho quả xoài, cái đó nghiệp dị thời cho quả dị thục. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, hễ mà chúng ta trồng cây xoài hay cây mận gì không biết, nhưng mà cái hiệu ứng của nó là nó có cành có lá, nó che cái tia cực tím của mặt trời, nó tạo thành cái bóng mát. Thì có bóng mát ở dưới gốc cây xoài hay cây mận, mà buổi trưa hè mà chúng ta ngồi ở dưới cái bóng cây đó đó để chúng ta nghỉ ngơi mát mẻ, thì chúng ta đừng nghĩ rằng cái bóng mát đó là quả của cây xoài. Chúng ta không nói cây nào quả đấy, cái bóng mát nó không phải là cái quả, nó không phải là quả của cây xoài hay cây mận. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi ở dưới cây xoài cây mận thì cái sự mát đó nó cũng giống nhau. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái câu nói nghiệp dị thời quả dị thục là để chỉ cho một cái chetana, một cái tác ý hay là một cái sự cố ý hành động thiện hay bất thiện, nó sẽ để lại cái tâm quả dị thục về sau. Nó làm cho chuyển đổi cuộc đời. Còn khi mà chúng ta có những hành động, có những sinh hoạt ở trong cuộc sống, nếu cái sự sinh hoạt đó mà nó đúng theo cái đường lối tốt đẹp thì nó sẽ có cái hiệu ứng là nó sẽ tạo nên cái cuộc sống tốt đẹp. Như là trường hợp có cái sự cố gắng chăm chỉ học tập thì mình sẽ đạt được cái sự thành tựu, mình sẽ được thành tựu là cái kiến thức. Thì ở đây thưa quý vị, cái sự cố gắng học mà nó thành tựu được kiến thức thì cũng giống như là chúng ta trồng cây để chúng ta lấy cái bóng mát vậy đó. Còn cái vấn đề mà khi mà chúng ta học bằng cái tâm thiện hay cái gì đó mà để sau này nó đưa ra như Đức Phật Ngài dạy, người nào năng học hỏi tìm đến các bậc thiện trí thức, các vị sa môn bà la môn để học hỏi thế nào gọi là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, nên thực hành cái pháp nào để đưa đến an lạc, nên tránh cái pháp nào để khỏi bị đau khổ. Này xuất phát tu đi giá, do cái hạnh nghiệp như vậy, hạnh nghiệp mà xin học hỏi như vậy đó, thì người này sau khi mệnh chung được sanh về cõi trời, nếu trở lại làm người thì người đó sẽ là người đa trí. Thì cái đa trí của người này mới gọi là quả dị thục của cái hành động gọi là cần vấn chánh pháp. Cần vấn chánh pháp. Cho nên ở đây nó có hai trường hợp. Chúng ta cần vấn nghĩa là có cái tâm thiện mà chúng ta chịu học hỏi những cái pháp lợi ích thì nó sẽ đưa đến kết quả dị thục ở trong tương lai là có trí tuệ. Còn nếu như cái sự tinh tấn học hành ngay trong hiện tại, cái sự siêng năng tâm tinh tấn đó, nó sẽ tạo cho mình một cái kiến thức, thì cái sự siêng học để có được cái kiến thức, cái này chỉ là một cái hiệu ứng của cái việc học thôi, của cái hành động này thôi, chứ không phải là nghiệp dị thời cho quả dị thục. Chúng ta cần phải nhớ rõ cái chỗ đó. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái
cái trình từ đầu từ siêu, mà từ đầu từ siêu lẽ ra thì chúng ta bước qua câu thảo luận số số 2, số 3, số 4, số 5. Nhưng mà chúng ta chưa có hết ý, đâu có thể giảng thêm chút nữa. Bây giờ có người sinh học, nhờ sinh học đó họ đạt được cái, họ có được bằng cấp cao, và có bằng cấp cao họ có việc làm tốt, có việc làm tốt thì được phú túc. Thì cái sự phú túc đó đó, ở ngoài đời ai cũng nói đó là cái quả lành của cái việc sinh học hết. Nhưng mà trong Thánh Pháp Tạng thì nó không hẳn là như vậy. Và chúng ta có thể gọi cái sự phú túc đó là hiện báo nghiệp không? Hay là nó chỉ là hiệu ứng thôi, như Thượng Tọa nói. Xin kính thỉnh Thượng Tọa quan hệ trở lại. À, kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, thay vì Thượng Tọa cho cái câu thảo luận 1, câu 2, câu 3 thì như vậy sau đêm nay tôi thức dậy, nếu có ai hỏi hôm trả lời mấy câu thì chúng tôi nói là trả lời 3 câu thảo luận. Nhưng mà Thượng Tọa cho như thế này thì chúng tôi mặc dù trả lời 3 lời nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ có một câu. Thiệt thòi quá. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trả lời câu 1C, mà quý vị nên hiểu dùm đó là cái câu số 3, câu thảo luận số 3. Mà chắc có lẽ là câu thảo luận số 3 này thì trả lời hết giờ luôn. Là ở trong cái ví dụ, trong trường hợp mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, khi một người xin ăn học hỏi, họ thành tài, rồi tìm được việc làm có lương cao, cuộc sống phú túc, báo nghiệp không? Không phải. Không vậy, ở đây cần phải biết rằng là ở trong đời này Đức Phật ngài dạy ở nhân loại đó, cái cuộc sống nó có hai cái yếu tố, có hai cái yếu tố là sự sung túc, Uthana Phala Chivi. Tức là sống dựa vào cái hệ quả của cái sự cần, cái sự cần mẫn. Nhờ vào cái sự cần mẫn của Thana. Còn cái trường hợp thứ hai đó gọi là Punya Phala Chivi,
tức cái sự sống nhờ vào cái kết quả của phước báo. Chưa chắc một người siêng học hỏi có bằng cấp mà người này có thể được có cái cuộc sống sung túc, chưa chắc. Nếu như mà không có phước báo ở nâng đỡ, không có phước báo nâng đỡ, cho nên hiện tại cái sở hành họ đi chính đáng, đi đúng đắn, nhưng mà bài yoga đó, bài yoga đó phải là bài yoga samatthi, như vậy mới đủ điều kiện cho quả nó phát sinh, nó có cái sự ảnh hưởng. Thúc đẩy chúng ta ví như là, ví dụ như một cái hạt giống được xuống đất, thí dụ như chúng ta trồng một dây mướp, dây bầu chẳng hạn, cái hạt giống được đặt xuống đất rồi nó mọc lên cái dây mướp và có trái trên vàng mướp, trái sai. Bây giờ chúng ta nói cái dây mướp mà có trái sai đó là quả của cái hạt giống tốt hay là của đất tốt hay là người trồng biết cách tốt, đúng cách. Thì thưa quý vị, nếu nói theo thông pháp thì cái này nó phải thuộc về duyên hệ. Cái việc mà người này được cuộc sống phú túc là quả vị thuộc do cái tâm rộng rãi xả tài ở quá khứ, cho nên bây giờ đưa đến cái sự sung túc. Nhưng mà cái sự sung túc đó nó phải có một cái hoàn cảnh thuận lợi, nó mới sung túc được. Hoàn cảnh thuận lợi đó tức là phải có công ăn việc làm ổn định và lương cao thì nó mới có một cái hoàn cảnh thuận lợi mà đưa đến đời sống sung túc. Công ăn việc làm, cái bằng cấp, mà muốn có được cái bằng cấp đó là phải do cái sự siêng năng, chăm chỉ học hành. Thì như vậy cái sự siêng năng chăm chỉ học hành đó là duyên trợ cho cái sự đổ đạt thành tài. Và khi đổ đạt thành tài nó lại trợ cho cái việc mà có nghề nghiệp ổn định và lương cao. Và cái việc mà nghề nghiệp ổn định lương cao đó nó lại là trợ duyên cho cái sự đời sống sung túc. Mà đời sống sung túc đó là phải hiểu một mặt là nó do Uthanapala, chăm chỉ cần cù của hiện tại, mà cũng là do cái quả phước ở quá khứ.
làm cho đó có cái cuộc sống hanh thông. Bởi vì không phải ai lúc trẻ lo chăm chỉ học hành, có cái bằng cấp rồi đều trở thành người có cái đời sống ổn định, sung túc hết đâu thưa quý vị. Có những người ở Việt Nam đó, có những anh chàng anh đậu đại học rồi, có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ rồi, nhưng mà bây giờ cái công việc không ổn định, anh cũng thất nghiệp, anh cũng phải làm thuê vắt mướn như thường. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải hiểu, không có cái gì nó chỉ có một điều kiện trợ duyên, mà nó phải do rất nhiều điều trợ duyên. Mà trong rất nhiều điều kiện trợ duyên đó, chỉ có một điều kiện là nghiệp vị thời quả vị thuộc thôi. Nghiệp vị thời trợ quả vị thuộc, hay là nghiệp vị thời duyên. Còn lại bao nhiêu chỉ trợ bằng cách là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, hay là tương ương duyên, câu sinh duyên, vân vân, ở trợ bằng cách đó. Đây là những câu mà chúng tôi xin được trả lời cho câu thảo luận cuối cùng trong ngày hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại, vì chúng ta đã hết thời gian. Sa thú, kính trình Thượng Tọa Tuệ Siêu. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc một đoạn kinh mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có hỏi, bạch hỏi Đức Phật á. Thì ở trong đời này có nhiều người cũng cố gắng làm ăn, cũng giỏi. Nhưng mà trong số những người cố gắng làm ăn rồi và cũng giỏi giang, thì có người thành công và người không thành công. Thì Đức Phật Ngài giải thích là hứa với các vị Sa Môn và La Môn là sẽ cúng dường cái này kia đó. Nhưng mà sau đó thì họ quên, thì họ không làm. Nhưng mà trái lại có những người hứa thì họ làm. Do vậy cái người hứa làm mà họ hứa họ làm, họ không thích hứa đó, thì đời này họ sanh ra họ có được một cái phước đó, là họ làm ăn thì được như ý. Còn cái người kia cũng giỏi giang, cũng có kiến thức, nhưng mà làm ăn thất bại. Dạ. Thật ra quý vị, chúng ta nên hiểu rằng cái quả di thục đó, nó trổ đó. Một cái gì mà thấy trong đời sống một người giàu có thì nó bao gồm cả hai. Dạ. Có khi là do nghiệp quá khứ, nhưng mà có lúc là nó kết hợp với cái duyên hiện tại. Duyên hiện tại thì có một phần, và nghiệp quá khứ có một phần. Chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Nhân quả mà ở trong Thắng Pháp có nhiều điểm rất là thú vị, thưa quý vị. Dần dà thì chúng ta sẽ học thêm về điểm này. Nhưng mà mỗi một bài học thì chúng ta chỉ một đoạn thôi. Bây giờ đề thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu đi nghỉ. Và cũng để kết thúc chương trình hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha-Dhamma, kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đánh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một điều an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú là con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư trung đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng tiến bước trên hành trình, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Con kính chúc chư tôn Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
yang kinci kusala kamang kata panggil yang memangkai nama jamana sadidase sukatang katang kita tasanyino arti ye jasata sanyino katang bunya palang mayan sapi pagi pawantute ye tang katang suri tang gendang bunya palang mayan ye con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho pháp nơi do nhờ thần phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sapang sumangkalang kakan tu sapa devata sapa buta lupa vena soti hontang hotu sapang sumangkalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirondarang hotu sapang sumangkalang kakan tu devata sapa sangha rupa vena so te hon du ye hon ta rang thiền công đức đã làm kiếp kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh